Có thể các bạn đã biết, Mosasaur hay Thương Long là tên gọi chung cho các chì bò sát biển thuộc họ Mosasauridae tồn tại vào giai đoạn cuối kỷ Creta. Các Mosasaur không phải là khủng long mà chúng thuộc bò sát có vảy squamata, với các đại diện còn tồn tại đến tận ngày nay như rồng Komodo hay quái vật Gila và các loài rắn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ các Mosasaur có quan hệ gần hơn với phân bộ rắn hay các loài kỳ đà kể trên. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng điểm qua 8 loài thương long, Mosasaur lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta nhé! Những thông tin về Mosasaur. Mosasaur khởi nguồn từ các loài bò sát kích thước nhỏ với lối sống lưỡng cư được gọi là Ankylosaur. Các Mosasaur đã tiến hóa vô cùng nhanh chóng để vươn mình và dần dần thay thế các loài Plesiosaur, trở thành kẻ thống trị các đại dương của thế giới tiền sử trong vòng 25 triệu năm cuối kỷ Creta cho đến khi biến mất hoàn toàn sau đại tuyệt chủng Creta Paleogene. Tương tự nhiều loài bò sát biển khác, các Mosasaur không thể hô hấp trong nước mà phải ngoi lên bề mặt để lấy không khí. Gần như tất cả các Mosasaur đều sở hữu cho mình một cái đuôi cực khỏe được cấu tạo từ rất nhiều các đốt sống. Đây là phương tiện chính giúp chúng di chuyển trong nước, trong khi các vây chèo chỉ giúp con vật bẻ lái. Trước đây, các Mosasaur được xem là loài đẻ con cho đến khi một vỏ trứng sinh vật biển khổng lồ được phát hiện tại Nam Cực, được cho là của loài bò sát này, khiến giới khoa học phải cân nhắc lại về giả thuyết này. Loài Mosasaur đầu tiên được phát hiện vào năm 1764 trong một mỏ đá vôi ở Maastricht, ven sông Mew. Đến nay đã có khá nhiều các mẫu vật thuộc về loài bò sát này được phát hiện ở mọi châu lục trên thế giới. Đã có hơn 40 loài Mosasaur được mô tả và đặt tên. Các Mosasaur có kích thước vô cùng đa dạng, từ loài nhỏ nhất là Dallasaurus turneri không quá 1 mét, đến loài lớn nhất là Mosasaurus hoffmanni có thể đạt chiều dài 17 mét. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các Mosasaur có kích thước to lớn nhất từng được ghi nhận. Plotosaurus. Lúc ban đầu, loài Plotosaurus có tên là Composaurus, nhưng sau đó được thay đổi thành Plotosaurus, có nghĩa là thằn lằn bơi lội, để tránh trùng lặp với một chì bò sát chân chèo ở kỷ Tam Điệp. Hiện nay chỉ xác định được một loài duy nhất trong chì này là Plotosaurus benisoni. Plotosaurus là thành viên của tộc Mosasaurini, bao gồm những loài Mosasaur có mức độ tiến hóa cao nhất. So với các họ hàng Mosasaur khác của mình, Plotosaurus mang nhiều đặc điểm tiến hóa hội tụ giống với các loài ngư long Ichthyosaur đã tồn tại trước đó hàng triệu năm, chẳng hạn như có cơ thể hình thoi, vây chèo nhỏ trong khi vây đuôi lớn. Các đặc điểm này giúp cho Plotosaurus có khả năng thích nghi rất tốt với môi trường nước. Không ngạc nhiên khi đây là một trong những loài Mosasaur có tốc độ bơi nhanh nhất, bất chấp việc chúng sở hữu một cơ thể khổng lồ có thể dài đến 8 mét. Kaikaiphilu. Kaikaiphilu là một chi Mosasaur thuộc phân họ Tylosaurin, tức là có quan hệ rất gần với một trong những chi Mosasaur nổi tiếng nhất, đó là Tylosaurus. Cái tên Kaikaiphilu được đặt tên theo một vị thần biển có hình dạng bò sát trong thần thoại Mapuche. Các hóa thạch của Kaikaiphilu được các nhà khoa học Chile tìm thấy trên đảo Seymour thuộc châu Nam Cực vào năm 2011. Bao gồm một phần hộp sọ kèm theo xương hàm, các mảnh xương vây cùng 30 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau. Qua xác định niên đại cho thấy, các hóa thạch này thuộc về cuối giai đoạn Maastricht, rất gần với thời điểm đại tuyệt chủng Creta Paleogene. Phần hộp sọ chưa hoàn chỉnh khai quật được của Kaikaiphilu đã dài khoảng 0,7 mét. Như vậy, kích thước của toàn bộ phần xương sọ của loài bò sát biển này phải lên đến 1,1 đến 1,2 mét, và từ đó có thể ước tính được chiều dài toàn bộ cơ thể có thể hơn 10 mét. Với kích thước khổng lồ này, Kaikaiphilu là một trong những loài Mosasaur lớn nhất sinh sống ở Nam Bán Cầu từng được biết đến. Moanasaurus. Tương tự như Kaikaiphilu, Moanasaurus cũng là một chi Mosasaur tồn tại ở giai đoạn cuối của kỷ Creta ở Nam Bán Cầu. Cái tên Moanasaurus có nghĩa là thằn lằn biển, ghép giữa Moana là biển và Saurus là thằn lằn, gợi nhớ đến nền văn hóa của các thổ dân Maori bởi vì các hóa thạch của chúng được phát hiện ở đảo Bắc thuộc New Zealand, bao gồm một phần hộp sọ, xương sống, xương sườn và xương vây. Chỉ tính riêng kích thước hộp sọ đã dài khoảng 78cm, qua đó tổng chiều dài cơ thể Moanasaurus có thể lên đến 12m, trở thành một trong những chi thương long dài nhất trong phần họ Mosasaurinae.
Taniwasaurus. Tiếp theo trong danh sách cũng là một chì mosasaur từng phân bố rộng rãi ở các vùng biển phía Nam. Taniwasaurus là loài thằn lằn biển được đặt theo tên của sinh vật biển trong thần thoại Maori. Đây là thành viên trong phân họ Tylosaurin, có quan hệ họ hàng gần gũi với Tylosaurus, cùng với Hinosaurus và Kaikaifilu. Hiện nay đã có 4 loài Taniwasaurus được phát hiện, bao gồm Taniwasaurus oweni, Taniwasaurus capensis, Taniwasaurus antarcticus, Taniwasaurus micasaensis, cư trú ở các vùng biển thuộc New Zealand, Nam Phi, Nhật Bản và Nam Cực. Trong đó, loài điển hình và cũng được phát hiện sớm nhất là Taniwasaurus oweni vào nửa cuối thế kỷ 19 tại mũi Hawmori ở đảo Nam thuộc New Zealand. Một cá thể Taniwasaurus trưởng thành có thể dài đến 12 mét và sở hữu các đặc điểm tương tự với các họ hàng của chúng ở Bắc Mỹ và châu Âu là Tylosaurus. Trong đó, việc thiếu các răng ở phần trước của xương hàm cho thấy chì mosasaur này cũng có phương án tấn công con mồi bằng cách dùng mõm đâm trực diện vào đối phương giống với các Tylosaurus. Hinosaurus. Hinosaurus được đặt tên theo sông Hiney nằm ở miền nam nước Bỉ, nơi một người công nhân đã tìm được các đốt sống hóa thạch của một loài sinh vật khổng lồ trong một mỏ Food For gần thị trấn Mesvin. Phần còn lại của bộ xương tiếp tục được khai quật. Sau đó, nhà khảo cổ Louis Dolo đã xác định đây là các hóa thạch thuộc về một thành viên của họ Mosasauridae và đặt tên cho sinh vật này là Hinosaurus bernardi. Hinosaurus cũng là một thành viên trong phân họ Tylosaurin và có họ hàng rất gần gũi với chì Tylosaurus nổi tiếng. Thậm chí, trong một bài báo vào năm 2016, Hinosaurus đã được xem là một loài trong chì Tylosaurus với tên gọi là Tylosaurus bernardi, và là chị em có quan hệ gần gũi nhất với Tylosaurus proriger. Giống như các họ hàng nổi tiếng của mình, Hinosaurus là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất của đại dương kỷ Creta, với chiều dài lên đến 12,2 mét, trước đây ước tính khoảng 15-17 mét. Mọi loài động vật thủy sinh đều có thể trở thành con mồi của Hinosaurus, kể cả các loài mosasaur nhỏ hơn. Prognathodon. Các hóa thạch của Prognathodon được phát hiện khắp nơi trên thế giới, tập trung nhiều ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chì Prognathodon là một trong những chì mosasaur có nhiều thành viên nhất, bao gồm Prognathodon curri, Prognathodon giganteus, Prognathodon kianda, Prognathodon overtoni, Prognathodon rapax, Prognathodon saturator, Prognathodon sovai, Prognathodon waparensis. Ngoài ra, còn nhiều loài trong chi này chưa được xác nhận hoặc đã được phân loại thành một chi khác. Tùy theo loài, kích thước của các bò sát biển khổng lồ này có thể dao động từ 6 đến 14 mét. Điểm đặc trưng khiến cho các mosasaur này được gọi là pronatodon, có nghĩa là răng hàm trước, chính là bộ hàm cực mạnh cùng bộ răng có cấu tạo rất khác biệt so với các họ hàng của chúng. Pronatodon sở hữu lực cắn rất lớn. Lực cắn của các chi mosasaur được đo bằng tỷ lệ giữa chiều dài hố trên thái dương và hộp sọ. Ở các loài Prognathodon overtoni và Prognathodon saturator là 0,22, trong khi ở Mosasaurus hoffmanni chỉ là 0,19. Lực cắn khủng khiếp này được tạo ra không chỉ do cấu trúc hộp sọ khổng lồ mà còn ở các cơ hàm cực khỏe. Prognathodon sở hữu bộ răng có cấu tạo rất đặc biệt, đủ khỏe để nghiền nát các con mồi, đồng thời cũng có nhiều răng cưa để xé thịt. Từ đó đặt ra giả thuyết con mồi ưa thích của Prognathodon là các loài thủy sinh có vỏ cứng như rùa cổ đại hoặc cúc đá. Khi đó, bộ răng đặc biệt này sẽ đảm nhận nhiệm vụ phá vỡ các lớp bảo vệ của con mồi xấu số trước khi xé xác chúng. Tylosaurus. Tylosaurus là kẻ săn mồi tàn bạo khét tiếng bậc nhất trong họ Mosasauridae. Mình cũng đã có một video riêng nói về loài này. Các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc ở phần mô tả của bình luận video nhé. Đặc điểm nổi bật nhất của loài bò sát biển này là chúng sở hữu một cái mõm dài hơn so với các họ hàng khác. Đây cũng là lý do nó được đặt tên là Tylosaurus sau khi đã trải qua rất nhiều lần đổi tên. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các Tylosaurus đã mang đặc điểm này từ khi còn nhỏ, chứ không phát triển theo sự trưởng thành. Mặc dù cũng sở hữu kích thước không hề kém cạnh loài họ hàng nổi tiếng là Mosasaurus với chiều dài cơ thể hơn 14 mét, nhưng Tylosaurus lại có thân hình thon gọn hơn. Đặc điểm này kết hợp với cái mõm nhọn giúp cho Tylosaurus giảm được đáng kể sức cản của nước. Ngoài ra, cái đuôi cực khỏe được cấu tạo từ hơn 80 đốt sống giúp con quái vật này xoay chuyển một cách dễ dàng và bơi rất nhanh.
qua phân tích của hóa thạch cho thấy, ở phần trước xương hàm của các Tylosaurus có cấu tạo rất chắc chắn, đồng thời có rất ít hoặc không có răng. Trên phần xương hàm này vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu tích từ những cú va đập cực mạnh. Các chi tiết này tiết lộ một điều rằng vũ khí đáng sợ nhất của loài bò sát biển này không phải từ bộ hàm như các mosasaur khác, mà đến từ chính cái mõm chứ danh của chúng. Tylosaurus không chỉ dùng mõm để định vị con mồi mà còn sử dụng bộ phận để húc thẳng vào đối phương. Món vũ khí lợi hại này biến Tylosaurus thành một quả ngư lôi với sức công phá cực mạnh nặng 15-20 tấn và có thể lao đi trong nước với vận tốc hơn 60 km/h. Kẻ xấu số lãnh chọn cú húc của Tylosaurus nếu không chết ngay thì cũng bị thương nặng hoặc choáng váng trong một khoảng thời gian đủ để Tylosaurus quay lại và kết liễu số phận con mồi. Phương thức tấn công này đặc biệt hiệu quả khi áp dụng cùng với chiến thuật săn mồi theo kiểu phục kích. Tình huống này thường diễn ra khi Tylosaurus tấn công con mồi đang ngoi lên mặt nước để hô hấp. Khi đó các nạn nhân ít có thể đề phòng và cũng dễ bị tổn thương nhất. Tương tự như Mosasaurus, Tylosaurus là loài ăn thịt đầu bảng và mọi sinh vật sống trong tầm mắt đều có thể trở thành con mồi của chúng. Trong các hóa thạch Tylosaurus được phát hiện trên khắp Bắc Mỹ, chủ yếu ở Kansas, nơi xưa kia là vùng biển nội địa phía Tây, các nhà khảo cổ đã tìm được phần còn lại của các loài cá lớn, bò sát biển, thậm chí cả thằn lằn bay, khủng long hay các mosasaur nhỏ hơn. Mosasaurus. Cái tên đứng đầu trong danh sách này không ai khác, đó chắc chắn phải là Mosasaurus. Mosasaurus là chi mosasaur đầu tiên được phát hiện và cùng là chi đại diện cho cả họ bò sát biển khét tiếng này. Các thường long thuộc chi này luôn đứng trong top các loài sinh vật biển có kích thước to lớn nhất từng tồn tại. Trong đó, loài Mosasaurus hoffmanni được ước tính có thể dài đến 17 mét. Các loài còn lại trong chi như Mosasaurus missouriensis, Mosasaurus benisoni hay Mosasaurus lemanieri dù không to lớn bằng nhưng vẫn là những gã khổng lồ của đại dương tiền sử. Trong loạt phim Jurassic World, kích thước của Mosasaurus đã bị thổi phồng quá mức. Lãnh địa của Mosasaurus là vùng biển mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tây Dương. Các hóa thạch của loài bò sát khổng lồ này được tìm thấy trên các châu lục bao quanh đại dương, bao gồm Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Tây Á, châu Phi và Nam Cực. So với nhiều chi mosasaur cùng kích thước, Mosasaurus có cấu trúc cơ thể vạm vỡ và nặng nề hơn. Do đó, những gã khổng lồ này không thể bơi quá nhanh và con mồi ưa thích của chúng chủ yếu là các loài thủy sinh hoặc sống gần mặt nước có tốc độ chậm, thường là các bò sát biển khác. Một điểm đáng chú ý khác là Mosasaurus có cặp mắt phân bố hai bên nên khả năng xác định khoảng cách đến con mồi rất kém, một đặc điểm không hiện diện ở các loài ăn thịt săn đuổi con mồi. Mosasaurus là động vật săn mồi đầu bảng ở khu vực nơi chúng sinh sống. Gã khổng lồ này ăn gần như mọi sinh vật có thể phát hiện được, từ các loài cá, rùa, plesiosaur, các mosasaur nhỏ hơn hay cả các loài khủng long vô tình bơi vào lãnh địa của chúng. Vậy là mình đã gửi đến các bạn top 8 loài thương long mosasaur có kích thước to lớn và hung bạo nhất ở thời của chúng sinh sống. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại cho mình một like, một subscribe và chia sẻ video đến với nhiều người hơn nữa. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về một loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận. Có thể ủng hộ chúng mình thêm nữa thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!